cứ họp khẩu vị người ta tới là người ta ăn, mà đa số là hầu như là ở cái quận tư này, khu vực quận tư này khách đều nói là chỉ có cái quán anh là ăn ok nhất thôi. Quán anh nói về topping thì anh có tới 6 loại là heo quay nè, chả cá chiên, chả cá nhồi trái ớt, rồi có cá lóc bông nữa nha, rồi có tôm với mực là nó giao ra cho anh, là trong bịch là còn nước biển luôn. Heo quay anh đây là ngon lắm, khách nó nói trời cỡ quýt xanh chưa chắc bằng heo ở đây. Ở đây anh bán dễ ăn lắm, cũng nhiều cũng ít, hoặc là rau em cứ hết anh cho thêm, không có lấy tiền thêm. Cái đặc biệt đó là dành cho khách người ta thích ăn topping nhiều, anh sẽ trồng thêm hai món cho khách, mực Phú Quốc. Hầu như quán anh là ca sĩ, nghệ sĩ đều là tới đây ăn hết, như Trấn Thành cũng hay ghé, Cẩm Ly cũng ghé hoài, nói chung mấy người diễn viên Ngọc Lan đều cũng tới ăn bình thường. Anh Thanh Tòng, cửa quán của mình là 144 Khánh Hội, phường 6, quận 4, bún mắm cũng 144 luôn. Còn lấy là lấy cái địa chỉ làm cái tên luôn. Quán anh bán hơn 10 năm rồi. Thì hồi nói chung là hồi xưa là có người dì, bà làm xong một cũng được 1-2 năm rồi, xong rồi bà mới nhượng lại cho làm. Thì cái bún mắm ở đây thì anh nấu nó không có đậm như cái bún mắm kiểu mà miền Tây. Miền Tây thì nó nấu mắm bột ốc á, cho nên nó đậm hơn. Còn này anh mắm nấu mắm cá linh, mắm châu đốc, cho nên là cái vị của nó nhạt lắm, nhưng mà vừa ăn mọi người đều ăn được. Còn mà nấu theo kiểu mắm bù hốc thì nó đậm vị lắm, cho nên là có số người ta quen thì ta ăn được, không quen ta ăn cũng được. Ở đây anh nấu nhưng đa số là giống như kiểu nhạt nhạt để cho ai ăn cũng được. Cái này là anh niêm chuẩn, cứ họp khẩu vị người ta tới là người ta ăn, mà đa số là hầu như là ở cái quận tư này, khu vực quận tư này khách đều nói là chỉ có cái quán anh là ăn ok nhất thôi, mấy quán khác không người ta không có chịu, ta chỉ tới quán anh ta ăn thôi. Quán nói về topping thì anh có tới 6 loại rồi. Cái đó là một là heo quay nè, rồi xong rồi tới là chả cá chiên, xong rồi chả cá nhồi trái ớt, rồi có cá lóc bông nữa nha, rồi có tôm với mực. Nói chung là heo thì mình cũng phải lấy mối, còn tôm mực thì người ta bỏ mối cho mình, mà ta bỏ tươi sống vậy đó, về mình luộc. Chả cá thì anh làm nhà, nhồi nhà anh làm nhà, anh chỉ nhập nguyên liệu thôi, còn công thức thì nhà anh làm. Thì anh bán thì giống như là nhiều topping, nhưng mà đồ là toàn đồ tươi sống, cho nên giá nó hơi gác chút xíu, là giống như tô thường là 75, tô đặc biệt là 90. Nhưng mà ở đây anh bán dễ ăn lắm, thí dụ em vô em ăn bún nhiều bún ít, hoặc là rau em cứ hết anh cho thêm, không có lấy tiền thêm, anh chỉ tính đầu tô vậy đó thôi. Anh ơi cho em bún nhiều không tính tiền, anh ơi cho em thêm dĩa rau không tính tiền. Cái đặc biệt đó là dành cho khách người ta thích ăn topping nhiều, anh sẽ trồng thêm hai món cho khách. Còn tô thường là nó sẽ đầy đủ 6 món, còn đặc biệt là được trồng thêm hai món. Tại nhiều người ta nói là tao muốn ăn thêm tôm, tao muốn ăn thêm mực, thì mình bỏ thêm cái đó, bỏ thêm hai miếng cho khách. Mực đồ anh cũng phải lấy mối, là hàng đó là nó này là anh lấy mực Phú Quốc, nó vô trong ngày á, đầu xe nó đậu với Hà Tiên dưới đó, bắt đầu 2-3 chiếc xe tải mối của anh á, bắt đầu ở bên Quốc nó đưa ghe vô đưa là quăng lên xe là về Bình Điền liền. Bình Điền là nó giao ra cho anh, là trong bịch là còn nước biển luôn, vậy nó mới tươi. Tôm thì tôm lấy tôm sống, ta chở vô oxy sống cho mình rồi mình luộc thôi. Con tôm mà để chết rồi là em luộc nó không có ngon, thịt nó sẽ bị bủng. Tôm là phải sống, nhảy sôi sối vậy đó. Cá lóc bông anh cũng lấy mối, anh chỉ lấy toàn là thịt thôi, đầu rồi anh bỏ hết, anh lấy thịt thôi. Cái phần thịt đó là anh luộc lên rồi anh để nguội, anh bẻ, anh vẽ thịt, anh bỏ xương á, anh chỉ lấy phần thịt nạc thôi. Cái phần heo quay mình sử dụng là heo quay giòn. Đúng rồi, heo quay anh đây là ngon lắm, cỡ mà quýt xanh á, khách nó nói trời cỡ quýt xanh chưa chắc bằng heo ở đây. Mối anh lấy ngon lắm, heo quay thì anh cũng quay nhà, nhưng mà mối mình lấy cái loại mà heo người ta quay nhiều dạng lắm, mình lấy cái loại mà cao cấp, cái loại đó nó đắt tiền hơn, nhưng mà ta quay theo ý mình, quay nó khô rồi nó vừa ngon, thịt phải ba chỉ đâu này nọ, thì mình bán theo cái tiền nào của đó. Ví dụ giờ mình này là mình bán giống như tầm giống như dành cho khách người ta có túi tiền rỉnh rỉnh chút, người ta đi ăn
Còn giống như mấy cái người mà người ta làm lương hơi thấp thì tháng ta ăn lần hai lần thôi, thì từ đó anh đánh theo cái dạng tiền nào của đó đó. Mình bán đồ chất lượng thì giá nó phải cao, cái giá thấp mình không có lời. Ở đây anh bán được đồ sạch lắm, anh tự làm nhà không mà. Mình bán chủ yếu là quan trọng cái rau, mấy cái loại rau ở đây là anh chọn chiều ra giá là anh không bao thôi. Còn mấy cái rau kia là không có thuốc men gì hết, tại vì giá mình làm không có kịp bán cho nên là mình phải lấy ngoài. Còn mấy cái loại rau thường anh xài là rau nó không có thuốc, tại những cái loại rau mình dùng hàng ngày là nó không có thuốc, tại mấy cái loại rau không cần phải xịt thuốc. Giống như bông súng đâu, nó ở dưới nước là đâu có xịt thuốc gì. Giống như rau đắng, bản thân nó đắng rồi, con nào dám ăn nó, cho nên không cần phải xịt thuốc. Đó, kèo nèo cũng vậy. Ở đây anh có giá hẹ trộn nè, rồi có kèo nèo, bông súng, rồi rau đắng, rau muống, rồi bắp chuối, bắp chuối bào. Bắp chuối bào rồi thêm ít rau thơm, gọi là rau mùi. Đồ á, đồ là anh nói chung là tôm thì mình luộc xong mình ốp đá mình xài trong cả ngày, còn ngoài mấy cái chả đồ hết thì mình cứ hấp cái chiên lên thôi, là coi như là đồ là cứ hết là làm, hết là làm. Ngày bình quân anh làm khoảng 3 cử đồ, hôm nào vắng quá thì 2 cử, nhưng mấy ngày đầu tuần thì nó hơi vắng, cuối tuần thì nó đông. Mình làm hết tới đâu mình làm tới đó đồ nó mới ngon, chứ em làm mà một cử em bán từ sáng tới tối nó đâu có ngon đâu. Là giống như là cứ bán hết cử đồ phải không, dọn xuống lau tủ lau đồ là chiên đồ mới dọn lên bán tiếp. Nói chung là đa số khách ở đây ăn ai cũng thích, cứ có nhiều người mắc cười lắm, nói trời ơi em chạy qua chạy lại mấy năm nay em thấy rồi mà em nó không có dịp em ghé ăn, em biết ngon vậy em ghé lâu rồi. Có nhiều người vậy đó, có bắt đầu quảng cáo bạn bè tới dắt nhiều lắm. Đúng rồi, cái này là quan trọng là cái nước lèo á. Nước lèo em nấu phải chuẩn, rồi nguyên liệu phải ok, gao gáp, nói chung nhiều thứ nó mới dẫn tới thành công được. Ví dụ giờ nước lèo em ngon mà topping nó không ngon cũng vậy, cái gì thì cũng phải ngon, cái chất lượng là người ta mới biết tới mình mới sống được, bán lâu dài mà. Nước chấm thì ở đây anh có nước mắm mặn với nước me, anh nấu nước me anh cà ra anh nấu. Xong rồi me thì nó là chua ngọt, còn nước mắm mặn thì có ớt chấm mặn cay. Ví dụ giờ nếu mà tha đúng công thức đó thì 7 phần me, 3 phần nước mắm mặn là ok, vừa ngon. Thì me 7 phần và nước mắm mặn 3 phần là em chấm là ok. Quay vậy nó mới ngon. Em quay ướt quá cũng ngon mà bô quá nó cũng ngon. Thí dụ giờ lẩu á, thì tầm ta đi khoảng tầm 3 người là ăn cái lẩu nhỏ là vừa. Ở đây anh có 3 loại, loại nhỏ, loại vừa, loại lớn. Nhưng mà tầm khoảng 2 hoặc 3 người là ăn cái lẩu nhỏ được. Cái khung giờ là anh bán từ tầm 6 giờ rưỡi tới là có món cho mình. Là anh bán tới 9 giờ tối, không có nghỉ. Nói chung là gầm đồ anh cũng, gầm rồi giết vậy anh cũng bán hết. Giống như một năm anh chỉ nghỉ rằm tháng Giêng, hoặc là rằm tháng 10 nghỉ 2-3 ngày đi chùa vậy thôi. Còn ngày thường là bán hết. Tết anh cũng bán luôn? Tết không có bán. Tết là anh bán hết ngày 28 rồi, là anh nghỉ rồi. Mùng 6 anh bán lại, năm nào cũng vậy. Ở dưới bếp thì 4 giờ họ làm rồi. Thì bếp phải làm trước, xong rồi mình mới set up lên đây bán được. Thì bếp 4 giờ nó nấu, thì tầm khoảng 6 giờ bắt đầu anh dọn đồ lên, là 6 giờ rưỡi là anh bán được. Cực đó là cực việc phục vụ, lúc đông quá, lộn xạ, phục vụ mệt. Chứ bán này cũng vui lắm, chứ nó không có gì cực. Chỉ cực đó, giống như là lúc mà giờ cao điểm á, lớp mà bán trên mạng đâu nó nổ đơn liên tục rồi. Lớp khách trong đây nữa là giờ đó nó cao điểm á, nó hơi lu bu, còn thường thì nó cũng khỏe lắm. Hầu như là đa số khách của anh là khách ăn lâu năm, họ quen, xong cái họ giới thiệu, hoặc là bạn bè ở nước ngoài về người ta dắt lại đây ăn. Ta nói bún mắm ở đây là em chỉ ăn ở đây thôi là ngon nhất. Hầu như quán anh là ca sĩ, nghệ sĩ đều rồi tới đây ăn hết. Như Trấn Thành cũng hay ghé, Cẩm Ly cũng ghé hoài. Nói chung mấy người diễn viên, Ngọc Lan đồ cũng tới ăn bình thường. Mấy người diễn viên điện ảnh đồ ăn hoài gì, Hương Giang là cũng có ghé nè. Hầu như mấy người kia đều biết quán anh á. Anh là có cái khách mà mua, em thấy ảnh số lượng lớn đó đúng không? Có chứ, công ty người ta đặt vài chục phần có. Nếu người ta ăn thì ta trước gần tầm khoảng 11 giờ là người ta để là ta đặt rồi đó. Rồi đặt là anh giao, đặt trực tiếp thì anh giao trực tiếp. Còn nó đặt họ đặt qua mạng thì mình có kết nối bên Shopee Food rồi bên Grab Food nữa, cho nên một ngày em bán nhiều lắm á, trên mạng bán nhiều á, giờ cao điểm nó gieo liên tục.